Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Tin từ Ukraine, chính quyền nêu lý do tấn công giàn khoan ngoài khơi Crimea. Hãng tin CBS cho biết Ukraine cho biết họ tấn công giàn khoan dầu ở Biển Đen hồi đầu tuần vì mặt tư khoa, sử dụng nơi này làm căn cứ quân sự. Chính quyền Ukraine hôm 21 tháng 6 thừa nhận đã tấn công giàn 4 tháp khoan dầu ở Biển Đen, cách bán đảo Crimea khoảng 70 km hôm 20 tháng 6. Nhưng không nói cụ thể là giàn khoan nào. Đây là lần đầu Ukraine công kích cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi Crimea từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Trên những tháp khoan này, Nga đã sắp xếp các đơn vị đồn trú nhỏ, lưu trữ thiết bị phòng không, tác chiến radar và trinh sát. Sergei Prokop, chỉ huy của chính quyền quân sự khu vực Odessa, nói giàn khoan đã biến thành cứ điểm giúp Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực Tây Bắc Biển Đen. Sergei Arsenov, người đứng đầu Crimea, khu vực sáp nhập với Nga năm 2014, hôm 20 tháng 6 nói rằng Ukraine tấn công giàn khoan dầu Kromoflagsk ngoài khơi Crimea trên Biển Đen, khiến 3 người bị thương và 7 người bị mất tích. Thượng nghị sĩ Nga tại khu vực Crimea là Olga Kovitsky sau đó cho hay hai giàn khoan khác cũng bị tấn công. Prokop khẳng định những giàn khoan này là mục tiêu quân sự hợp hóa. Ông nói rằng đó là các đơn vị đồn trú nhỏ, không phải giàn khoan khí đốt đơn thuần. Ông cũng khẳng định lực lượng Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào lực lượng đồn trú Nga trên đảo Zhovny, còn gọi là đảo Rắn, vùng lãnh thổ mang tính biểu tượng trên Biển Đen mà Nga kiểm soát từ khi bắt đầu tấn công Ukraine. Nhưng thừa nhận hạm đội Biển Đen của Nga vẫn chiếm ưu thế ở khu vực. Ông cho biết thêm rằng hạm đội đóng quân cách bờ 80 đến 100 km. Bên cạnh đó, ông cũng cho hay chiến thuật của Nga là phóng hỏa tiễn và phóng nhiều hỏa tiễn hơn. Crimea đã sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Kiev không công nhận điều này và gọi Crimea là lãnh thổ bị chiếm đóng. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội nước này sẽ đánh bại lực lượng Nga và tái kiểm soát khu vực Donbass ở miền đông cùng bán đảo Crimea. Đài Loan cái chế tức thông báo việc Trung Quốc đưa 29 máy bay chiến đấu áp sát vùng nhận dạng phòng không. Hãng thông tấn AFP đưa tin Đài Loan nói 29 tiêm kích oanh tạc cơ Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, đợt áp sát lớn thứ 3 trong năm nay. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 17 tiêm kích, 6 máy bay ném bom và 6 phi cơ hỗ trợ của không quân Trung Quốc hôm nay tiến vào vùng nhận dạng phòng không Aegis của hòn đảo, buộc lực lượng này điều chiến đấu cơ phát cảnh báo và kích hoạt các hệ thống phòng không để giám sát. Đây là đợt áp sát lớn thứ 3 trong năm nay của không quân Trung Quốc. Sau vụ 39 máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan vào ngày 23 tháng 1 và 30 máy bay vào ngày 30 tháng 5, các vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan của không quân Trung Quốc đã tăng đột biến trong quý 4 năm 2021, trong đó lần nhiều nhất là 56 máy bay chiến đấu tiến vào khu vực ngày 4 tháng 10. Tháng 10 2021 cũng là tháng chứng kiến nhiều việc vụ xâm nhập, nhất với 196 lần, trong đó 149 vụ diễn ra chỉ trong 4 ngày khi Trung Quốc tổ chức quốc khánh. Năm ngoái, Đài Loan ghi nhận 969 đợt máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không, tăng gấp đôi so với 380 vụ năm 2020. Trung Quốc tăng áp lực với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn, người phản đối chính sách một Trung Quốc, đắc cử vào năm 2016. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sử dụng vũ lực nếu cần. Ngoài các chuyến bay áp sát hòn đảo với số lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan. Liên Âu đồng thuận với tư cách ứng viên của Ukraine. Thông tấn xã Reuters đưa tin các bộ trưởng của Liên Âu đều ủng hộ trao tư cách ứng viên cho Ukraine, mở đường cho Kiev gia nhập liên minh. Bộ trưởng Pháp Clément Beaune, nước hiện là chủ tịch luân phiên
của Liên Âu cho biết cuộc họp với những người đồng cấp đã đạt được đồng thuận hoàn toàn về việc đưa Ukraine trở thành ứng viên gia nhập liên minh. Các lãnh đạo Liên Âu dự kiến nhóm họp tại Brussels của Bỉ vào ngày 23 tháng 6 để chính thức thông qua động thái này, cho phép Ukraine cùng nước láng giềng Moldova gia nhập danh sách ứng viên. Ngoại trưởng Luxembourg Jean Osborne nói rằng, không một quốc gia nào phản đối đề xuất này, chúng tôi sẽ thể hiện sự thống nhất cao. Liên Âu sẽ áp các điều kiện đối với Ukraine và Moldova về cải cách tư pháp và giải quyết tham nhũng cùng nhiều vấn đề khác, trước khi có thể chuyển sang đàm phán gia nhập chính thức. Quá trình đàm phán có thể kéo dài nhiều năm và thậm chí hàng thập kỷ để đánh giá kỹ lưỡng trước khi Ukraine hay Moldova có thể trở thành thành viên Liên Âu. Động lực mở cửa cho Ukraine đã gia tăng sau khi lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu châu Âu gồm Đức, Pháp, Italy tới thăm Kiev vào tuần trước. Đại sứ Ukraine tại Liên Âu là Volodov Sanshov cho biết có vẻ chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận suôn sẻ, hoặc ít nhất là thuận lợi hơn mong đợi về việc trở thành ứng viên. Chúng tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì xảy ra vào ngày 23 tháng 6. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia như Hà Lan, Đan Mạch nói họ sẽ ủng hộ động thái này với điều kiện Ukraine phải làm rõ về các cải cách cần thiết. Quay sang Nhật Bản, chiến dịch tranh cử thượng viện chính thức bắt đầu. Hãng thông tấn CNN ngày 22 tháng 6 đưa tin chiến dịch tranh cử thượng viện đã chính thức bắt đầu ở Nhật Bản. Thượng viện Nhật Bản có tổng cộng 248 ghế, trong đó 50% số ghế được bầu lại theo định kỳ 3 năm một lần. Trong cuộc bầu cử năm nay, hơn 500 ứng viên dự kiến sẽ cạnh tranh 125 trong số 248 ghế ở thượng viện, trong đó 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa. Chiến dịch vận động tranh cử diễn ra trong 18 ngày tới trước khi bầu cử vào ngày 10 tháng 7. Cuộc bầu cử thượng viện sắp tới diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang giảm dần ở Nhật Bản. Tuy nhiên, sự mất giá của đồng yen và tình trạng giá cả hàng hóa leo thang do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược Hoa Kỳ-Trung Quốc đang tác động tiêu cực tới đà phục hồi của nền kinh tế nước này trong thời hậu COVID-19. Vì vậy, nhiều khả năng làm thế nào để đối phó với các vấn đề mới nổi này để duy trì đà phục hồi của nền kinh tế có thể sẽ là những vấn đề nóng trong chiến dịch tranh cử. Trên mặt trận đối ngoại xung đột quân sự Nga-Ukraine, vấn đề hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn sẽ là những vấn đề thu hút sự chú ý của công chúng. Trong cuộc bầu cử này, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân Chủ Tự Do LDP của Thủ tướng Kishida Fumio và đảng Công Minh dường như đã đặt mục tiêu giành ít nhất 56 trong tổng số 125 ghế sẽ được bầu lại. Giới phân tích nhận định đây là một mục tiêu khá khiêm tốn đối với liên minh cầm quyền. Vì vậy, hai đảng có thể sẽ dễ dàng hoàn thành mục tiêu đó, qua đó tiếp tục duy trì thế đa số ở thượng viện sau bầu cử, vì hiện tại hai đảng vẫn còn 69 ghế chưa tới thời gian bầu lại ở cơ quan lập pháp này. Tại Hy Lạp, chi thêm 375 triệu euro cho trợ cấp nhiên liệu. Ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết chính phủ Hy Lạp sẽ phân bổ 375 triệu euro, tức là 394,9 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp để bù đắp cho việc giá xăng và dầu diesel tăng vọt. Phát biểu trong một cuộc họp nội các của Hy Lạp, Thủ tướng Mitsotakis nói kế hoạch viện trợ mới sẽ bao gồm 3 tháng, 7, 8, 9 và hỗ trợ cho cả giá xăng và dầu diesel, nhắm vào hơn 3 triệu người lái xe. Con số ước tính là 375 triệu euro. Như vậy, tổng số tiền trợ cấp của nhà nước cho nhiên liệu lên tới 580 triệu euro. Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý rằng gói mới Fuel Pass 2 sẽ tăng trợ cấp tiêu thụ xăng từ 45 lên 80 euro đối với xe hơi và từ 35 lên 60 euro đối với xe máy. Tại các đảo, mức trợ cấp sẽ được tăng từ 55 lên 100 euro đối với xe hơi và từ 40 lên 70 euro đối với xe máy. Do đó, giá xăng dầu được trợ cấp sẽ giảm 44 xu một lít. Chính phủ Hy Lạp cũng quyết định áp dụng các khoản trợ cấp đối với dầu diesel để giữ giá dưới 2 euro một lít, đồng thời cho biết thêm rằng mức trợ cấp sẽ là 12 xu một lít dầu diesel. Chính phủ Hy Lạp đã giới thiệu chương trình Fuel Pass vào cuối tháng 4 cho phép những lái xe Hy Lạp có thu nhập gia đình được kê khai dưới 30.000 euro mỗi năm, được mua 60 lít xăng được trợ cấp mỗi tháng với mức trợ cấp là 22 xu mỗi lít. Hy Lạp đã phải đối mặt với sự gia tăng giá dầu trong những tuần gần đây. Theo Bộ Phát triển và Đầu tư, một lít xăng có giá trung bình 2,42 euro và dầu diesel là 2,11 euro vào ngày 20 tháng 6. Giá xăng, dầu và chất bôi trơn tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Một lần nữa, kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.